Chào các bạn trở lại, Hải Toàn chúc các bạn tâm thân an lạc. Hôm nay, Hải Toàn sẽ tra lá số theo bát tự tứ trụ, tìm ra vài mật mã căn bản và dụng thần mệnh quyết. Năm 1983, Quý Hợi sinh tháng 12 dương lịch. Nhật can tức là mệnh ngày sinh, kỷ hành thổ. Kỷ hành thổ âm đại diện cho người nhẫn nại, bao dung, hiếu thuận. Khiếm khuyết lớn nhất của người sinh ngày kỷ thổ là đa nghi. Nếu vượt khỏi sự đa nghi, mở lòng với mọi người, mở lòng với chính mình, sẽ có nhiều thành tựu lớn hơn trong cuộc sống. Nói về tính cách, ngày sinh là một hạt giống, năm và tháng có tính cách tương tự như nhau. Hợi đại diện cho trầm tính, ít phân tranh, thường có nhiều quý nhân. Tý cũng đại diện cho trầm lắng, nhưng Tý khá bảo thủ và cứng đầu. Trong tứ trụ, trụ tháng có lực mạnh nhất. Sinh tháng Tý, ngũ hành thuộc thủy, tiết khí vào đông, Tý hợi hợp thủy, Tý sửu cũng hợp thủy. Mệnh trên thiên can có cả quý thủy, mệnh đa phần thủy vượng. Thủy chiếm hơn 80% lá số. Trụ tháng có lực mạnh nhất và có hợp cục tam hợp, xin lỗi, nhị hợp, tí hợi hợp thủy, hợi tí sửu là tam hợp cũng hợp thủy. Thủy vượng đại diện cho người trầm lắng, giàu lòng nhân ái, bao dung. Tính cách đa phần theo cảm tính hơn là lý trí, dễ bi lụy chuyện tình cảm. Thủy vượng dễ bi lụy, bi ai chuyện tình cảm, tình thân. Ngày sinh kỷ thổ hàng năm càng dễ bi ai trong chuyện tình cảm gia đình. Mệnh kỵ thủy và cả kỵ kim. Kỵ thần tức ngũ hành kỵ nên hạn chế những gì thuộc thủy và cả thuộc kim. Mệnh có thủy quá vượng, nhà ở trên hai người dư thủy thường dễ ẩm thấp, ngập lụt, dễ bị rỉ nước, liên quan đến vấn đề về nước. Mệnh cách phục mệnh tương tự, không nên gần sông nước, dễ có tai nạn sông nước. Người nhiều thủy đại diện cho nguồn tài dồi dào, nhất là mệnh sinh ngày thuộc thổ. Nguồn tài người này rất là dồi dào, tuy nhiên thân nhược khó quản. Thủy nhiều đại diện cho tài lộc nhiều, cũng đại diện cho dễ hao tài, làm được và khó giữ. Dụng thần đầu tiên của mệnh là hỏa. Dụng thần thứ hai là thổ. Dụng thần ngũ hành thiếu tức ngũ hành khuyết. Người thiếu hỏa, nhất là phụ nữ, nên thường xuyên vào bếp nấu ăn để tăng vận hỏa, tăng vận đào hoa. Nhà ở nên dùng nhiều màu ấm. Tượng ngựa, tượng dê, tượng rắn là hỏa. Thạch anh tím là hỏa, thạch anh tóc xanh là mộc. Trang sức đá màu đỏ như đá ruby. Sơn móng tay sơn màu đỏ có thể nhuộm ít tóc đỏ, phù hợp ăn cay, ăn đồ nóng, rất thích hợp thỉnh thần tài Mahakala màu đỏ. Và đặc biệt nhà ở nên đón nhiều ánh nắng buổi sáng. Ánh nắng ban ngày là hỏa khí, hỏa tốt, ánh nắng buổi chiều là hỏa không tốt. Người dư thủy thiếu hỏa, tính cách trầm lắng, thiếu nhiệt huyết, thiếu quyết tâm lớn trong cuộc đời. Xét theo mật mã, người này có mật mã thiên tài. Ngày kỷ hành thổ âm, trên thiên can có quý thủy, hành cung thiên tài. Thiên tài đại diện cho đầu cơ, từ thiện, giúp người. Người này có mật mã đào hoa hàm trì, đại diện cho duyên ăn nói, gặp gỡ phù hợp làm ngành nghề dịch vụ. Trong ngôi nhà mỗi người có thể tự kích ngôi sao hành trì và cả sao dịch mã. Người này có mật mã quý nhân, người sinh ngày kỷ thổ có chữ Tý hoặc chữ Thân là mật mã quý nhân. Sinh tháng Tý và giờ Tý. Đây là mệnh khuyết hỏa cực độ. Ngoài việc thường xuyên vào bếp nấu nướng tăng vận hỏa,
trên người luôn luôn phải có hỏa khí. Xét theo thời vận, hiện tại đang 41 tuổi, đang hành vận kỷ tỵ. Kỷ thuộc thổ, tỵ thuộc hỏa, tỵ là hỏa âm lẫn hỏa dương. Thời vận có hỏa đại diện cho quyền lợi, tri thức, trợ giúp. Thời vận có thổ đại diện cho người giúp đỡ. Hỏa thổ vượng mới có thể quản được cung tài lộc. Đây được xem là thời vận khá, tốt nhất là thời vận 50 đến 59 tuổi. Ngọ vừa là hỏa vừa là mật mã lộc thần, là mật mã dễ phát tài. Chúng ta lùi lại vận trước, hành vận mậu thìn. Mậu hành thổ, thìn là thủy khố. Thìn tý hợp thủy, vận này không phải là vận tốt. Tâm tư trầm lắng, dễ chia ly, tại vì thìn là một mật mã hồng diễm của mệnh. Nữ ngày kỷ gặp chữ thìn đại diện cho chia ly nhiều hơn, 8-9 trên 10 trường hợp đa phần xảy ra vì gặp chữ này. Thủy vượng cung tài vượng khắc đi hỏa, hỏa vốn là cung mẹ ấn tinh, cung mẹ của quyền lợi, cung học thức. Mẹ quyền lợi học thức của mệnh khá kém, ví dụ ít được sự trợ giúp từ mẹ, hoặc là vận của mẹ kém. Bản thân anh chị em cũng dễ cơ cực. Tóm lại, thời vận của mệnh đây là thời vận kém nhất. Vượt qua được giai đoạn này là thời vận khá tốt. Với một người sinh ngày tương tự, nếu sinh giờ tỵ khá tốt, và tốt nhất là sinh giờ ngọ. Xét theo năm, trước năm 2021 đa phần do kim thủy quản, không phải là thời vận tốt. Từ năm 2022 cho đến năm 2026 lẫn 2027 đa phần do mộc hỏa thổ quản. Thời vận nào có hỏa là tốt với mệnh. Mộc đối với mệnh tuy là trung cung, nhưng mệnh này không thể tiếp nhận thêm mộc. Mộc là cung hình khắc. Ngày sinh hành âm không thích hình khắc, thích sinh trợ. Ngày sinh hình dương thích hình khắc, không thích sinh trợ. Chỉ thổ hành âm. Về tứ trụ âm dương, âm dương, âm dương, đây là mệnh hài hòa. Tuy nhiên thủy quá nhiều sẽ mất cân bằng lá số. Cả đoàn nhắc lại, người thiếu hỏa nên vào bếp nấu ăn để tăng vận hỏa, sử dụng nhiều màu đỏ. Những gì thuộc nhiệt là hỏa. Ví dụ khi mở shop, mở công ty, hình tượng tam giác đại diện cho hỏa, đỏ, tím, cam, hồng cũng là hỏa. Thể Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.